nhiên trong cái báo cáo của Bộ thì tôi thấy có nhận xét là đúng là tình trạng xin kích hoạt sản vẫn tràn lan. Cái này mặc dù các lãnh đạo doanh nghiệp đều quyết tâm, lãnh đạo bộ hô quyết tâm, lãnh đạo các sở hô quyết tâm, nhưng tình trạng xin kích hoạt sản vẫn tràn lan. Theo tôi nghĩ thì đây là do cơ chế quản lý và tổ chức chúng ta. Nếu mà chỉ để cơ quan quản lý nhà nước làm thì không biết vận dụng và không biết áp dụng cơ chế chính sách để quản lý các doanh nghiệp tham gia quản lý này thì khó mà vận hành được. Vì chúng ta nghị 49 thì đều phải có cái thông tin thuê bao, và trong khoảng thời gian một năm chúng ta hoàn thành cập nhật thông tin thuê bao. Trong khi đấy, trong vòng một năm thì các doanh nghiệp, các nhà mạng vẫn tiếp tục xin kích hoạt sẵn, và các nhà mạng vì có kinh nghiệm thẳng sẵn, số thuê bao tăng trưởng, số thuê bao tính chính xác và tăng, không có thông tin chính xác và tăng, và các nhà mạng lại tiếp tục xin gia hạn thời hạn cập nhật thông tin thuê bao. Và rồi đấy là cái thực hiện chính sách này chúng tôi thấy cần một điểm quyết hơn, và chúng tôi đề nghị cơ chế như sau. Thứ nhất là các doanh nghiệp nên tham gia vào cái việc thu gom xin kích hoạt sẵn, và có cơ chế, và chúng tôi sẵn sàng các nhà mạng được quyền thu gom hoặc thu đợt thu gom các xin rác xin kích hoạt sẵn của các nhà mạng khác nộp cho Sở Thông tin Truyền thông, và Sở Thông tin Truyền thông thì sẽ đương nhiên là dựa trên kích hoạt sẵn đấy là không được phép rồi sẽ sạc các nhà mạng theo quy định yêu cầu, và sẽ bù lại cho cái nhà mạng thu hồi xin kích hoạt của nhà mạng khác. Và chúng tôi bảo với cơ chế như vậy thì công việc rất là đơn giản, và chi phí hoạt sản sẽ không còn tồn tại nữa.